Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một tip trick như vậy là mình tip trick sẽ làm video của các bạn hay hơn. Bên hay không phải là một cái bài review hay là một cái bài inbox tập hợp gì cả. Này là một tip cho các bạn có thể làm chậm video và gọi là slow motion để cho tăng cảm xúc lúc các bạn quay b-roll hoặc quay mày cảnh. Trước khi quay thì các bạn nên nhớ là các bạn chọn điện thoại hay là file quay gì đó sẽ có dung lượng, hoặc là các bạn kiểm tra trên điện thoại của mình xem có nó có quay được bao nhiêu, ít nhất là phải 60fps trở lên nha. Thì ở đây nè, mình sẽ ví dụ ở đây mình có một cái video là mình đã quay từ Nha Trang. Thì mình sẽ cho các bạn xem là nó sẽ có dung lượng ít nhất là như thế nào. Thì đây là cái lúc mình mở lên. Các bạn chuột phải vào video mình cần mở, nhớ là phải là 60fps trở lên nha. 50 hoặc 60 nhưng mà tốt nhất là 60 để cho nó lợi frame nha. Thì đây là cái video mình quay ở chế độ Full HD và quay b-roll thì nó khá là ngắn. Nó quay b-roll hoặc là quay cảnh bù, cảnh phụ thì nó chỉ có khoảng quay ở chế độ Full HD và 60fps. Đây là mình có 59.94 nè, vừa đủ phù hợp nha. Đó, quay b-roll đúng không? Là mình chỉ cần mở như đây là được, chỉ cần 60 là được. Đấy, rồi sau khi đó thì các bạn sẽ phải mở, mình sẽ chỉ mình chỉ gọi là chỉ lại thôi chứ không phải là người dạy nha. Thì các bạn mở phần mềm trên phần mềm Adobe Premiere Pro, mình đang dùng Adobe Premiere Pro trên 2020 nha. Thì đây là một cách tạo sụt mới, ví dụ như mình sẽ giao diện mới sẽ là như này. Đấy, các bạn vô, hoặc là mình sẽ unlock lại, mình sẽ lock tất cả, no. Đấy, đây là tất cả những gì mình làm đúng không? Thì trước tiên các bạn tạo là nó sẽ không có cái này đâu, nó chỉ có hai file bên này thôi. Thì các bạn tạo mới thì bấm bên này. Đấy, rồi xong các bạn đặt file cho nó là, mình ví dụ mình đặt là Nha Trang đi. Đấy. Ví dụ như vậy, thì các bạn chỉ bấm OK là được. Đấy, nó sẽ tạo mình một cái project như vậy. Một là các bạn có thể kéo trực tiếp cái video này vào luôn cũng được, mà các bạn kéo trực tiếp cũng được hay là tạo sẵn luôn cũng được. Nhưng mà các bạn nếu mà mới dùng hoặc là gì đó thì các bạn, cái đó là tùy các bạn thôi. Nếu mà mới dùng thì các bạn như mình là mình hay tạo trước, mình bấm Ctrl N đó là nó sẽ ra cái file, đúng cái file mình đã chọn hồi trước đó. Hoặc là ngay chỗ custom mình sẽ có save file, mình bấm chỉ cần bấm OK được. Ở đây có 60fps Full HD như một số video mình cũng đã hướng dẫn, mình sẽ không nói lại. Đấy, mà bấm OK thôi. Đây, ở phần này thì các bạn kéo cái video là b-roll quay lại, kéo vào đây. Và các bạn nên nhớ là nó sẽ khác với nhau nhưng mà nó không sao nhé, tại chênh lệch 0.06 nên nó không là vấn đề đâu nhé. Chỉ cần 50-60 là được. Đấy, các bạn kéo cái này qua đây. Đây, mình sẽ tắt tiếng cái này đi nha, mình sẽ unlink cái này, tắt tiếng đi nha. Đó, video cơ bản là như vậy. Đấy, cho các bạn xem. Đấy, video cơ bản là vậy nha. Đó, cho các bạn xem. Đây mình cho bạn, mình cắt góc nha bãi biển Nha Trang nha. Đấy, nó sẽ là như vậy. Đó, cho các bạn xem rõ nè. Đó, đây là video của em, cách đầu tiên các bạn muốn làm chậm video này lại thì các bạn mình chọn đoạn này nha, mình cắt hai cái này mình chọn lại, mình sẽ chọn đoạn này làm chậm nha. Một là các bạn có thể click vào đây nè, chuột phải vào video, chọn lên ngay chỗ speed duration đó. Các bạn giảm xuống ví dụ như 20 thì các bạn có thể giảm xuống 40% là nó sẽ còn 60, giảm xuống 40% là còn 60. Đấy, đó, nó sẽ chuyển động chậm lại, nó sẽ làm video mình nó mượt mịn và nhấn mạnh cảm xúc hơn nhiều. Đây là cách thứ nhất. Cái cách này thì nó khá là đơn giản và dễ, nhưng mà cái này có vẻ là dễ dùng hơn cho các bạn. Nếu mà các bạn mới dùng thì cách này là cách dễ nhất, mình thấy dễ nhất cho các bạn có thể dễ làm luôn. Còn cách thứ hai thì ở cái file này, mình cũng là cái ở file này luôn nha, cũng là cái ở file này nè. Thì mình mở cho các bạn xem nè. Đó, đây cũng là cái file này nha. Đấy. Đó.
mình sẽ đó, nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà mình sẽ dùng cách thứ hai để cho các bạn xem là mình phải chụp phải vào đây luôn, trực tiếp bên này chứ không kéo qua nha, trực tiếp bên này chụp phải vào và mình chọn lên modify nè, đó modify nè, chọn vào Intel Pet Forget gì đó, cái này mình tiếng Anh không rõ, không rành lắm đâu, nhưng mà các bạn chọn nó dòng này nè, đó giờ modify nè, đó giờ chọn dòng này, để lại frame thì 60 thì mình có thể chuyển xuống 30 cũng được, và các bạn chọn đúng frame rate cho nó luôn. Ví dụ như là mình sẽ thông thường mình sẽ 60, mình sẽ cho nó về khoảng 30 24, đó nó sẽ tự rải frame luôn, cái này là cách rải frame nha, đó nó cũng làm slow motion luôn, nhưng mà lúc bỏ video là nó sẽ là chậm luôn từ đầu tới cuối luôn đấy. Và cái cách rải frame này nhìn video mình sẽ nó sẽ đẹp và nó làm chậm hơn, đôi khi nó nhấn mạnh cảm xúc và đẹp nhiều hơn là cái cách mình tăng speed bên này, cách tăng speed bên này và nó sẽ giảm frame rate xuống thẳng từ đấy nè, thấy chưa các bạn, thấy chưa nó sẽ xuống bên này xuống 24 luôn, và lúc mà các bạn làm trên Adobe Premiere nó sẽ làm chậm từ đầu luôn đấy. Ví dụ như mình làm giảm xong mình sẽ xóa cái này đi luôn, mình sẽ chọn đoạn này làm cảnh nè đấy. Đó nó cũng giống như bên kia luôn, nhưng mà nó sẽ làm chậm và nó sẽ đẹp hơn nhá. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn hai cách để làm chậm video và tăng nhấn mạnh cảm xúc bằng phần mềm Adobe Premiere. Cái này là cũng khá đơn giản, mình thấy mình chỉ chia sẻ ngắn thôi, vì cái này quá nhiều người chia sẻ rồi nhưng mà mình vẫn thấy hai cách này là cách đơn giản nhất để cho các bạn dùng. Thì các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Và sau này mình có tips gì hay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.